Trong cuộc sống, đôi khi ta bắt gặp nhiều hoàn cảnh buộc chúng ta phải suy nghĩ và trăn trở không nguôi. Nhất là khi bắt gặp những học sinh sinh viên nghèo hiếu học, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nên chuyện cơm áo gạo tiền cho việc học lúc nào cũng là gánh nặng tâm lý, là áp lực luôn đè nặng lên bao số phận. Đối với cô bé sinh viên Nguyễn Thị Xuân Mai cũng vậy. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình mình nghèo khó, thì việc học và học thật giỏi được em xác định chính là con đường duy nhất để em quyết tâm thay đổi số phận của mình. Nhà không có đất sản xuất, lại có 5 miệng ăn, nên suốt ngày ba mẹ em phải mưu sinh bằng cách tảo tần, mua gánh bán bưng ngoài chợ Mỹ Quý. Ba của Xuân Mai do bệnh từ nhỏ nên thân thể không được bình thường như mọi người. Nhưng là lao động chính trong gia đình nên ba của em vẫn phải lao động. Mỗi ngày chạy mua đi bán lại các mặt hàng bông rau củ quả, kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nhiều lúc khó khăn thì em cũng cho nó nghỉ học mà nó cũng ham học. Dạ, em cũng cố gắng làm để cho nó ăn học. Nó ham học quá, nó học cũng giỏi. Vợ chồng em cố gắng là buôn bán kiếm thêm tiền để cho nó ăn học. Trong những năm học trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Mỹ Quý, Quyền Tháp 10, em Nguyễn Thị Xuân Mai là học sinh giỏi liên tục nhiều năm. Và em còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của huyện thi đạt nhiều giải cấp tỉnh. Tuy hiện nay em là sinh viên trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hễ mỗi lần em về là các thầy cô vẫn đến thăm. Xuân Mai là cô bé sinh viên nhỏ nhắn nhưng gương mặt rất sáng và ánh mắt em luôn lạc quan, khát khao cháy bỏng những ước mơ về cuộc sống tươi sáng, về công việc làm, về tương lai của mình. Do vậy, em luôn ý thức hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, ba mẹ lao động vất vả, thì sự tự thân nỗ lực phấn đấu, cố gắng học hành của em chính là con đường duy nhất đi đến những ước mơ ấy. Nhiều lúc cũng thấy rất là buồn, nhưng mà sau đó thì con nghĩ lại là mình không thể thay đổi được cái hoàn cảnh của mình, cho nên là mình cố gắng. Cho nên là đó là cái động lực để con không còn mặc cảm nữa. Con thử tìm tòi học hỏi thì chắc chắn là mặc dù con đi bằng con đường chậm hơn các bạn, nhưng mà con sẽ vẫn có thể giỏi bằng các bạn nếu như mà con hết mình. Khi mà nhận được học bổng này thì con cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Bởi vì chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ này sẽ là một nguồn động lực rất là to lớn để con quyết tâm hơn, nỗ lực hơn và là điều kiện vững chắc để con an tâm theo đuổi con đường học tập của mình sau này ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thắp Sáng Ước Mơ. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp. Kính thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu trước những nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống của em Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Nên ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cùng với nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đã có mặt tại trường Trung học phổ thông Mỹ Quý, huyện Tháp 10 để cùng tiếp sức cho em có thể vượt qua những khó khăn và hoàn thành được ước mơ học tập của mình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, đại diện cho nhà tài trợ sẽ trao cho em suất học bổng đầy nghĩa tình. Xin được trân trọng kính mời bà. Hôm nay cô đại diện Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đến trao cho con suất học bổng. Thì cô hy vọng với số tiền này sẽ tiếp sức cho con trên con đường học tập phía trước. Cố gắng lên con nhé. Ba mẹ, thầy cô và mọi người đang trông chờ vào cái kết quả học tập tốt nhất của con. Và cũng nhân dịp này, bà Đặng Thị Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý cũng có phần quà gửi đến em, xin được trân trọng kính mời. Chúc con khỏe.
Xin được trân trọng kính mời bà Tô Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý cũng có phần quà gửi đến em. Xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Việt Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Mỹ Quý cũng có phần quà gửi đến em. Thanh thang rộng mơ, trái tim yêu thương thắp sáng ước mơ, chắp cánh bao ước vòng bay cao, trắng chiều ươm mầm xanh, vun đắp bao tài năng, thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai, thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai. Sang bao khát vọng mai sau. Kính thưa quý vị và các bạn, và cũng nhân dịp này, chợ Gạo Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, ông Lê Ngọc Hùng, nhà máy xây sắt Ngọc Hùng, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, em Triệu Phước, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lộc Nhàn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, đại lý vé số công ty thành phố Cao Lãnh, đại lý vé số Nguyễn Thị Thiên, thành phố Hồ Chí Minh cũng có phần quà gửi đến em. Chị xin được đại diện trao cho em. Chúc em học tốt. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi tin chắc rằng với sự giúp đỡ của nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, địa phương và nhà trường, cùng với nghị lực của em Xuân Mai, thì chắc chắn rằng sau này em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và hoàn thành được những dự định sắp tới trong tương lai của mình. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số kiến thiết Đồng Tháp đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các em học sinh, nhà trường và địa phương nữa đã giúp cho em Xuân Mai có được số học bổng ngày hôm nay, có được những sẻ chia ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thắp sáng ước mơ, thắp sáng con đường đến trường.